Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định tỉnh sẽ tiến hành khảo sát và triển khai ngay việc tìm kiếm thi thể 11 công nhân mất tích của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tại các bãi bồi nằm trên lòng sông Rào Trăng trong tháng 3 này. Ngày 16 tháng 3 tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thành lập đoàn công tác đi khảo sát thực tế các bãi bồi trên đoạn sông Rào Trăng dài 2,5 km từ hiện trường tìm kiếm ở giai đoạn 3 xuôi về ngã ba Tam Dần. Tỉnh cũng giao trách nhiệm cho lãnh đạo công ty thủy điện Giao Trang 3 thống nhất với gia đình các nạn nhân tiến hành ngay việc tìm kiếm thêm ở khu vực trên bờ tại những vị trí còn nghi ngờ theo nguyện vọng hợp lý của các gia đình.